Shalom, xin chào các bạn. Ok, đây là một cái video mà chúng ta sẽ cùng nhau nâng tầm cái thuộc linh của chúng ta. Thì ở đây là một cái video rất là tuyệt vời muốn chia sẻ với các bạn. Đây là những cái đặc quyền mà chúng ta sẽ nhận được từ Cứu Chúa Jesus Christ. Thì đôi khi chúng ta nhìn vào cái bức tranh mà mình đang để ở đây và chúng ta sẽ thấy được sự bồng lãm của Chúa, sự nâng niu của Chúa, sự chăm sóc, sự quan phòng, sự tể trị của Chúa. Chúa là một đấng chan chiên hiền lành và Chúa là đấng dẫn lối, chỉ đường, chăm sóc đời sống chúng ta. Thì đôi khi chúng ta quên mất đi rằng chúng ta có những cái đặc quyền và có những cái khả năng chiến đấu và chúng ta cũng là chiến binh trong tin lành của Chúa, chứ không phải là chúng ta chỉ là những con chiên hiền lành yếu đuối lúc nào cũng cần được sự nâng niu và tất nhiên là ai trong chúng ta đều còn cần sự chăm sóc, nhưng mà không phải là khi bạn còn bé các bạn đã đón nhận sự chăm sóc rồi, mà khi bạn lớn các bạn vẫn cần, lớn hơn nữa vẫn cần, thậm chí đến già vẫn cần, thì điều đó là hơi vô lý. Đôi khi chúng ta phải biết rằng chúng ta đang tham gia cuộc chiến, nên chúng ta phải nhận ra rằng bây giờ chúng ta lớn rồi, chúng ta phải tham gia cuộc chiến hơn là chúng ta chỉ là những con chiến nào cũng cần sự chăm sóc đuối. Thì ở đây là cái bài mình chia sẻ với các bạn là những đặc quyền mà các bạn được khôi phục khi bạn tin Chúa. Sự khôi phục này sẽ khiến cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn, phi thường hơn và vĩ đại hơn. Khi bạn tin Chúa, các bạn có được những cái điều nó khủng khiếp hơn là chỉ là các bạn được có một nơi dựa lương, được có một nơi trú ẩn, hay một nơi có một nơi nâng niu các bạn. Các bạn Chúa luôn nâng niu các bạn ấy, thì các bạn sẽ luôn là những người yếu đuối, nhưng Chúa muốn các bạn chiến đấu để các bạn mạnh mẽ hơn. Thì cái video này để nhắc nhớ các bạn về đặc quyền các bạn, còn không quên cái vị trí của mình. Thì cái đặc quyền thứ nhất mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này đó là Giăng 3:16, các bạn thuộc rồi. Vì Đức Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban một ngày hồi trai thì người không bị mất bị sự lừa đảo mà được sự lừa đảo. Thì sự cứu rỗi có thể nó cũng muốn nói đi nói lại nữa, nhưng mà cái điều này nó lại là điều vô cùng cơ bản và điều vô cùng quan trọng. Nếu như các bạn không có điều cơ bản, không có được cái điều quan trọng này, không có được cái điều nền tảng này, thì các bạn sẽ rất khó có được những cái điều lớn hơn, có những cái đặc quyền quan trọng hơn, có được các ân tứ thuộc linh. Các bạn phải nhớ cho mình là các bạn bảo đảm về sự cứu rỗi, đó là niềm tin sự cứu rỗi, đó là các bạn phải tin và nhận lấy sự chết và sự sống lại của Jesus Christ. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của trời, chúng ta đều là tội lỗi hết, và càng sống thì chúng ta càng có cơ hội vấp ngã, càng sống càng có nhiều cám dỗ đến chúng ta và chúng ta càng ô uế với bản thân mình nhiều hơn. Nên chúng ta phải luôn luôn bảo đảm là chúng ta còn tin Chúa không, còn đến với Chúa không, còn ăn năn không, còn thay đổi không, còn muốn khát khao là tốt hơn không, còn muốn khát khao thoát khỏi tội lỗi không, còn muốn khát khao tự do, còn muốn khát khao được buffet hoàn hảo không. Bạn phải hiểu cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây là luôn luôn xác nhận cái đức tin của các bạn. Đấy, vì lòng nhân từ của Chúa là rộng lớn, Chúa đã biểu lộ và mang lại sự cứu rỗi của Ngài qua sự chết của con Ngài và sự sống của con Ngài trên thế gian này và sự sống lại khi Ngài chết dưới âm phủ 3 ngày. Đấy, thì cái sự cứu rỗi này nó còn thể hiện qua một cái điều nữa mà các bạn thường hay quên, đó là hãy đi và giao giảng tin lành. Đôi khi chúng ta không giao giảng là tin lành vì chúng ta quên đi mất là chúng ta đã được cứu. Đây là một cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn, nó hơi động chạm một tí nhưng mà các bạn phải cố gắng thôi, chẳng có cách nào cả. Đôi khi mình cũng vậy, mình quên mất đi mình bị cứu nên mình không nói về tin lành người khác, và khi mình không nói về tin lành ấy thì mình nói về các điều khác, và khi mình nói về những điều gì thì mình sẽ trở thành con người đó. Ví dụ như mình nộp điều hòa, đúng không? Nói về quá nhiều điều hòa, nói về điều hòa nhiều thì thành nộp điều hòa. Đấy, bạn nói về ô tô nhiều thì bạn ô thằng này là nộp ô tô, hay là quá hiểu biết ô tô, hay là bảo hiểm, hay là một cái gì đó, hay là một kỹ thuật khoa học, hay là ngôn ngữ, cái gì đó. Các bạn nói nhiều về điều gì thì bạn trở thành con người đó. Nếu như các bạn thật sự có sự cứu rỗi trong bản thân mình thì bạn sẽ luôn luôn nói về sự cứu rỗi, dễ dàng nói về sự cứu rỗi, có thể là không luôn luôn nhưng mà nó dễ dàng hơn, hay là nó hay là các bạn đã nhận được sự cứu rỗi rồi thì sự cứu rỗi đó ở trong bạn rồi, thì bạn có một cái điều đó nó như là một điều rất là bình thường, ok, bình thường đúng không? Thì các bạn nói ra, chia sẻ ra về sự cứu rỗi nó cũng phải là bình thường. Nó không có gì gián đoạn, nó không có gì ngập ngừng, nó không có gì hổ thẹn, nó không có gì vấp, nó không có gì gọi là thẹn, nó không có gì gọi là cưỡng cầu, nưỡng nịu, cố gắng để nói ra cái tin lành. Thì đấy là muốn chia sẻ với các bạn.
nó phải là một điều tự nhiên. Vì sự cứu rỗi là ban bạn cách tự nhiên. Các bạn đã nhận sự cứu rỗi cách tự nhiên chưa? Nó vì điều sự này nó là cái điều cơ bản, sự cứu rỗi là một điều rất cơ bản. Nhưng bạn không đón nhận nó được một cách tự nhiên, không thể hiện nó một cách tự nhiên, không sống với nó một cách tự nhiên, ngưỡng nghĩa với nó, thì các bạn phải xem lại, đúng không? Thì đây là cái đặc quyền đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì nói khi nhiều khi ấy, nói về cái việc giao giảng tin lành, nhiều người nói rằng ôi thì cứ ép tôi phải giao giảng tin lành, tôi đã không thích rồi. Ép tôi, bắt tôi, cái việc đấy là việc của mục sư, việc đấy là việc của lãnh đạo, người chăn bẩy, tôi lao động công việc của tôi thôi, tôi tin Chúa tôi được cứu thôi, cứ bắt tôi phải nói. Nhưng mà thực ra đây không ai bắt, mà tôi đang nói về mà Lộc đang nói về cái điều đó là tự nhiên, đúng không? Điều tự nhiên, các bạn hữu xạ tự nhiên hương, có trong lòng sẽ bụng, có trong bụng thì sẽ nói ra miệng, đúng không? Có trong thì bong ra ngoài, thùng rỗng thì kêu to, đúng không? Các bạn phải có cái gì đó thể hiện, nó phải là sự, là sự cứu rỗi. Thì nó cũng là điều nhắc nhở các bạn và là những là tôi, tất cả là sự cứu rỗi và sự giao giảng tin lành hay chia sẻ về Chúa, chia sẻ tin lành hay làm chứng, nó là điều tự nhiên, không bắt ép, không cưỡng cầu. Đấy. Và những gọi không phải là ngượng ngùng, không phải là cố gắng, mà không phải là dẫn dụ, là như là nó là điều tự nhiên như các bạn bình thường. Nó là tự nhiên, là điều hiển nhiên. Đấy, như các bạn được cứu là điều hiển nhiên sau sự tin vậy. Ok, cái đặc quyền này các bạn hãy chú ý một chút nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với đặc quyền tuyệt vời hơn, đó là hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên lòng con cái Đức Chúa Trời, là ban những kẻ tin danh Ngài, là những kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết hoặc tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ đơn giản thôi, đó là Chúa ban chúng ta quyền làm con của Ngài, làm con cái Đức Chúa Trời. Thực ra thì nói đúng về cái từ ban làm con cái Đức Chúa Trời, đó là đúng. Nhưng mà khi các bạn nhận thấy cái quyền này rồi, các bạn mới hiểu được là chúng ta vốn dĩ là con của Chúa, chỉ vì Adam và Eva ăn trái cấm nên bị đuổi đi thôi. Đó, bị đuổi đi, và sau này có những người tin Chúa, dâng tế lễ cho Chúa và vẫn được khôi phục cái địa vị làm con Chúa, nhưng có những người này không. Thì cái niềm tin với Chúa là một chuyện, nhưng mà cái việc được khôi phục địa vị làm con Chúa không thì cũng là một chuyện đấy các bạn. Đôi khi chúng ta cứ nghĩ là ôi tôi được cứu là một chuyện, và được khôi phục cái địa vị là một chuyện. Ở đây câu kinh thánh chép rất rõ là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng bởi sanh bởi là nhưng sanh bởi là Đức Chúa vậy. Kẻ sanh lại khi chúng ta tin Chúa đấy, chúng ta phải có một cái sự sinh lại, một sự tái sanh, đúng không? Một cái sự thay đổi chính xác là con của Trời, vì chúng ta được sinh ra bởi Chúa, không phải thế gian nữa, không phải bởi cha mẹ chúng ta nữa, mà chúng ta sinh bởi Chúa. Ở đây nói là cái tâm linh ấy, thuộc linh thôi, chứ còn cái thể xác thì vẫn là cha mẹ cấu thành chúng ta, nhưng mà cái thuộc linh ấy, cái tâm linh của chúng ta đấy là được Chúa đổi mới, được Chúa nâng cấp, được Chúa nâng tầm chẳng hạn, hoặc Chúa biến đổi chẳng hạn. Đấy. Thế cho nên là chúng ta sẽ không còn những cái dục vọng nó bị áp chế, còn những cái đời này nó áp chế tham muốn thế gian hoặc cái gì đó nó áp chế nữa. Và chúng ta có sống cuộc đời là sống cuộc đời cho Chúa, dành cho Chúa theo ý muốn Chúa, và sống cuộc đời đầy dẫy thuộc linh, chứ không phải là sống cuộc đời theo ý của người khác hay là theo sự dẫn đường người khác, là làm công việc này hay như thế nào thế kia. Thì đấy là cái sự tái sinh. Thì cái quyền ban cho làm con Đức Trời này thì nó làm quyền rất là mầu nhiệm. Thì không phải là hễ là tôi nói tôi tin Chúa Giêsu thì tôi được trở làm con đâu, mà Chúa phải sai Thánh Linh của Ngài vào trong lòng ra thì mới được, thì chúng ta mới có thể kêu Ngài bằng cha được, không thì chúng ta kêu Ngài bằng cha rất là ngượng. Nó có thật, nó có cảm nhận cái điều này rồi, khi mà mình phạm tội hay là khi mà mình yếu đức tin hoặc là cái lúc ngày xưa mình mới đầu mình mới tin Chúa đấy, mình không hiểu là sao mọi người lại gọi Chúa bằng cha đấy, mình không hiểu được, mà mình chỉ gọi Chúa thôi. Đó, thì sau này cậu biết cách cầu nguyện rồi, biết cách đến Chúa, hiểu biết tự dưng Thánh Linh dẫn mình vào những lễ thật, và Thánh Linh mới động lòng, sau đó tự dưng mồm mình tự dưng kêu Chúa là cha, kêu Đức Trời là cha và than vãn với Chúa như cha như con. Như đấy là một cái điều mầu nhiệm các bạn. Thế nên mình nói các bạn là cái sự, thế nên là mình mới nói các bạn là cái sự cứu rỗi và cái sự làm con Đức Trời ấy, đôi khi nó hơi khác nhau ấy, nó không giống nhau đâu. Đôi khi nó không phải là một nhịp mà nó phải là hai nhịp. Rồi, các bạn tin Chúa được cứu là một chuyện, nhưng được gọi Chúa làm cha hay không là một chuyện khác. Nếu các bạn không tin vào những gì mình nói trong video này, các bạn cứ thử đi. Các bạn sẽ thấy trong hội thánh, sẽ thấy trong nhóm của bạn sẽ có những người rất ngượng, rất ngại
khi yêu cầu với Chúa gọi Chúa là cha. Rất rất ngại, rất ngượng, rất khó. Có những người như vậy. Đấy, mình sẽ bởi vì họ chưa nhận được cái quyền này, cái đặc quyền này, vì Thánh Linh chưa ngự vào họ. Họ chỉ là mới biết về sự cứu rỗi thôi. Thế nên là mình sẽ đọc câu Kinh Thánh bổ sung ở đây là Roma chương 8 câu 15 câu 16 này: thật anh em chẳng nhận lấy thần trí của tội mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ở đây Thánh đồ Phaolô vẫn nhắc về cái sự là Thánh Linh làm chứng chúng ta thì chúng ta mới dám xưng nhận Chúa là Đức Chúa Trời là Cha. Abba, chính Đức Thánh Linh làm chứng. Và cái điều đó nó xảy ra trong thần trí, tức là trong tâm trí, trong tâm linh của chúng ta, trong thuộc linh của chúng ta, với một cái vị thế là chúng ta làm con nuôi của Đức Chúa Trời, và chúng ta được phép kêu đó. Chúng ta nhận lấy trong tâm trí, và chúng ta không còn sự sợ hãi, không còn sự tù đầy, không còn sự lo lắng, không còn sự bối rối khi chúng ta gọi Chúa là Cha. Chúng ta gọi Chúa là Cha một cách tự tin một cách sức điểm, một cách xác đáng. Ok, các bạn hiểu điều mình nói, đó là một cái thần trí có sự vững vàng như vậy thì chúng ta mới nắm bắt được cái sự cứu rỗi, nắm bắt được cái sự quyền phép khi được khôi phục địa vị, trở về cái vị trí ban đầu khi Chúa tạo dựng loài người, là làm con Đức Chúa Trời như vậy. Rồi, trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 9 câu 13 nói là các bạn hãy mở Kinh Thánh ra đọc qua nhé, thì Chúa đã dạy cái bài cầu nguyện chung, mình nghĩ là các bạn thuộc cái bài này hơn mà phải đọc, thì đó là lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh. Các bạn ấy đôi khi cứ thử đi, các bạn thử xem các bạn còn tin Chúa hay không, còn yêu Chúa hay không, còn có cái địa vị làm con Chúa hay không, còn đầy dậy Thánh Linh không, bằng cách là các bạn đọc lời cầu nguyện chung. Nếu như các bạn đọc cái bài cầu nguyện chung ấy mà đọc với một cái tâm thần, một cái thần trí nó rất là mạnh, nó rất là xác đáng, nó rất là tâm huyết, nó rất là sâu sắc, nó rất là một cái gì đó nghiêm túc, một cái gì đó là lời cầu nguyện, chứ không phải là đọc một bài kinh, chứ không phải là đọc một cái bài cầu nguyện sáng trưa chiều tối, không phải là một bài kinh hay một lời hướng dẫn, mà đọc nó với một tâm thần có thần trí, thì các bạn sẽ thấy là Cha chúng con ở trên trời, bạn sẽ thấy sự cầu nguyện này, lời cầu nguyện rất bùi mùi, rất ngọt ngào, từ Cha này nó rất cảm động, từ Cha này nó rất tác động, nó rất có sức mạnh, nó rất mạnh mẽ. Các bạn hãy thử đọc đi, thử đọc bài cầu nguyện chung nhé. Ok, đó là cái đặc quyền thứ hai mình chia sẻ các bạn, đặc quyền làm con, các bạn còn giữ được cái đặc quyền nào không, hãy cố gắng nào. Chúng ta sẽ đến với cái đặc quyền tiếp theo, làm con Chúa chúng ta sẽ có đặc quyền sai khiến thiên binh thiên sứ, đúng không? Sai khiến ra lệnh cho ma quỷ phải thối lui, ra lệnh cho ma quỷ phải sợ hãi, phải bị bẻ gãy, phải bị dập tắt, đúng không? Đó, chúng ta có quyền cai trị muôn loài vạn vật, cai trị trên muôn loài vạn vật và cai trị về cái mặt thuộc linh của chúng. Thì trong Mark đoạn 11 câu 23 thì chúng ta đọc về cái câu chuyện đó là Chúa dạy con cái Chúa là nếu như người có đức tin, có niềm tin ấy, có niềm tin vào ta. Đấy, có niềm tin, có đức tin với cái thẩm quyền làm con của Chúa, ta có thẩm quyền đó, ta có đức tin đó, thì chúng ta nói với ngọn núi rằng hãy tự nhấc mình mà quăng xuống biển, hoặc lòng chúng ta không nghi ngờ gì thì điều đó sẽ xảy ra, ngọn núi sẽ tự nói với mình vất xuống biển. Ở đây là một cái điều gì đó chúng ta cảm giác như là không thể làm được, và Chúa Giêsu dạy điều đó, nhưng chính Ngài cũng không làm điều đó, mà Chúa Giêsu làm một việc, đó là làm với kỳ vả. Chúa đi ngang qua thành và Chúa đói, Chúa muốn ăn một cái gì đó, nhưng mà Chúa nhìn thấy cây vả, muốn tìm một quả vả nhưng không có một quả nào. Chúa phán cây vả là từ nay sẽ không ai ăn được trái của ngươi nữa, thì cây vả hôm sau chết khô. Thì Chúa dạy các môn đồ rằng là quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin thì và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả xong, còn làm xong dù cho các ngươi nói với ngọn núi này hãy rời mình xuống biển, thì nó cũng làm điều đó cho các ngươi. Điều này nó là một cái điều tuyệt vời, mình thấy là điều rất là tuyệt vời. Chúa dạy chúng ta và Chúa muốn chúng ta làm những điều còn lớn hơn Ngài đã làm. Chúng ta cứ nghĩ là ô Chúa Giêsu còn chưa rời núi, tôi rời núi sao được, lâu nói các bạn hoàn toàn có thể, vì Chúa trao quyền cho các bạn, vì Chúa rời núi thì điều đó là bình thường quá, bởi vì Chúa còn
sống lại từ cõi chết, Chúa còn gọi Lazarus từ cõi chết trở lại. Cái việc rời lối đối Chúa là bình thường, nhưng mà Chúa nói về một nguyên tắc tự nhiên có thể thay đổi. Nếu như chúng ta sử dụng cái quyền làm con Đức Chúa Trời với một niềm tin mạnh mẽ, chúng ta có thể thay đổi cái nguyên tắc tự nhiên, chứ đừng nói là về thuộc linh đó. Thì về thuộc linh thì mình trích dẫn câu Mác chương 16 này, là câu 17-18 nhé. Vậy những kẻ tin ta sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau được lành. Ok, các bạn sẽ thấy được cái điều huyền nhiệm phi thường ở đây. Chúng ta cai trị về mặt thuộc linh, nhưng chúng ta cũng cai trị về cái mặt thuộc thể, cai trị về mặt thể lý, đúng không ạ? Bắt rắn trong tay, uống giống chi độc, đó là cai trị về mặt vật lý, đúng không ạ? Đặt tay kẻ đau, kẻ đau được lành. Chúng ta làm con Chúa thì chúng ta không chỉ có quyền cai trị cái thuộc linh ma quỷ hay là các thiên minh thiên sứ giúp đỡ chúng ta trong công việc, mà chúng ta còn có quyền cai trị về vật lý, về vật chất luôn. Chỉ quan trọng là chúng ta có nhận được cái điều đó không, có đức tin hay không. Và Lộc đang sử dụng cái này rất là nhiều trong cuộc sống của mình. Lộc ra lệnh cho tất cả những điều gì nó phải tiến lên, nó phải thay đổi, nó phải bước tiếp, và mình phải lấy có sức mạnh, mình phải tự tin. Lộc nói thật các bạn này, người nào có niềm tin mạnh mẽ nhất là người chiến thắng. Không phải là kẻ giỏi nhất đâu, không phải là kẻ tập luyện nhiều nhất, không phải là kẻ mạnh nhất, không phải là đơn giản tất cả đâu, là kẻ có niềm tin thôi. Khi các bạn có niềm tin thì tự động các bạn sẽ tập luyện. Khi các bạn có niềm tin, tự động các bạn sẽ kiên trì. Khi các bạn có niềm tin, tự động các bạn sẽ mạnh mẽ. Khi các bạn có niềm tin cực thì bạn tự động làm những cái điều mà người khác cảm giác ô không làm được. Khi có niềm tin, các bạn tự dưng trở nên phi thường. Khi có niềm tin, các bạn tự dưng phi thường. Các bạn khiến cái bản thân của các bạn tự lao vào công việc, tự lao vào làm việc, tự lao vào nghiên cứu, tự lao vào học tập, tự lao vào cái điều mà các bạn khao khát. Cái niềm tin nó mạnh như vậy, niềm tin nó mạnh như vậy. Thế cho nên là Chúa mới nói ở đây một cái việc đó là niềm tin. Nhưng mà có nhiều người ấy lại hiểu nhầm về cái việc mà Chúa dạy. Đó là Chúa nói là khi ngươi phán vào ngọn núi ấy, thì nó phải tự mình nhấc biển. Đó là nó phải tự nó cất mình lên. Nhưng mà nhiều khi bây giờ đấy, chúng ta toàn đi thuê người khác để đào núi thôi, chúng ta toàn thuê người khác để rời núi thôi, toàn sử dụng máy móc công nghệ thôi để rời núi thôi. Điều đó không có gì sai cả, nhưng mà cái đức tin của chúng ta là cái đức tin sử dụng công cụ để rời núi. Còn cái đức tin mà Chúa dạy đó là nó phải tự nó làm điều đó. Và khi Lộc mới cảm nhận điều này, Lộc mới sướng. Nhưng mà nó không có nghĩa là đó là cái gì, đó là các bạn hưởng cái sự tự nó. Ví dụ như Lộc nói một lan đề mày phải lui là nó phải lui, không phải rình rập. Lộc cần một số tiền, Lộc nói Chúa con cần số tiền này, là số tiền phải đến. Sẽ có cách, sẽ có một gì đó, một người nào đó họ sẽ tự đó, họ sẽ đưa cái thương vụ đó, đưa cái cách nào đó, đưa cái công việc đó cho mình, và mình tự lên. Rồi là mình cần mua cái này, sắm cái này, ra lại nó phải đến. Ví dụ như bạn bây giờ đang sống trong tình hình dịch bệnh đúng không? Các bạn nói là dịch bệnh Covid phải lui đi, nhưng nó rõ lui đâu. Có phải là không phải đức tin nữa, mà nó còn phụ thuộc vào kế hoạch của Chúa. Đôi khi đức tin của bạn không thể nào vượt qua kế hoạch của Ngài được. Đức tin của chúng ta phải nằm trong kế hoạch của Chúa nữa, đúng không ạ? Các bạn hiểu như vậy. Đôi khi là Chúa có một cái kế hoạch nào đó, nhưng ta cứ muốn đức tin ta mạnh mẽ để chiến thắng cái kế hoạch của Ngài. Đó là điều vô lý nhé. Thì mình sẽ nói sau trong các bài khác. Nhưng mà mình nói là chúng ta có đức tin ấy, và thuận theo cái sự sắp xếp của Chúa thì nó rất là dễ thôi. Thế nhưng mà có nhiều người đấy thì nói là ngọn núi nó tự nhấc mình lên và tôi chẳng phải làm gì cả. Thì sẽ rất là dở trong một số cái trường hợp. Ví dụ như các bạn muốn thi đỗ đại học, hay là bạn muốn kiếm một số tiền, các bạn muốn được khen thưởng, các bạn muốn được công nhận, các bạn muốn trở nên vị trí cao hơn, muốn tranh cử, muốn làm cái gì đó. Nhưng mà các bạn lại nói là nó tự. Điều đó là vô lý các bạn nhé. Mọi thứ sẽ được xảy ra khi có nguyên nhân và kết quả. Mọi thứ phải được xảy ra khi có nguyên nhân và kết quả. Nguyên nhân ở đây là có đức tin là một rồi. Nhưng mà quá khứ các bạn đã làm gì, hiện tại các bạn làm gì, tương lai các bạn làm gì, kế hoạch các bạn là gì, dự định các bạn đến đâu. Chứ không phải các bạn cứ nói buông cua như vậy làm. Các bạn cứ nói công bố quyết tâm cầu nguyện. Các bạn này, nói thật này, cầu nguyện rất là tốt. Nhưng các bạn chỉ cầu nguyện thôi thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Chỉ cầu nguyện thì chẳng có điều gì xảy ra đâu. Bởi vì là cầu nguyện nó phải đi đôi với thực hành, thực hiện, hành động quan trọng hơn. Các bạn hiểu này,
cầu nguyện chỉ là 20% thôi, nhưng mà hành động phải là 80%. Ví dụ như các bạn nói là trong danh sách quýt tôi có 200 triệu trong cuối năm này, trong danh sách quýt cuối năm này có 200 triệu. Thì bây giờ thì bạn biết là các bạn 24 tiếng đồng hồ bạn cứ đứng bạn nói cái câu đấy à? 24 tiếng đồng hồ bạn đứng bạn nói câu là tôi sẽ có 200 triệu à? Thế thì làm sao bạn có được? Bạn chả làm gì cả, bạn chỉ đứng bạn nói thôi, làm sao mà có được, đúng không? Trừ khi các bạn là không có cách nào cả. Ví dụ như các bạn trừ khi các bạn lâm vào cái tình trạng bây giờ là nếu như mà bây giờ ngày mai mà không có 200 triệu các bạn bị đi tù cơ, hay là các bạn gặp một căn bệnh sắp chết rồi, các bạn không cầu nguyện chúng đáp lời thì ngày mai các bạn chết cơ, thì các bạn đúng là bất lực, không có cách nào cả, chỉ còn nhờ bằng đức tin thôi. Thì mình không nói đó, những trường hợp đấy là hoàn toàn nhờ đức tin, hoàn toàn nhờ vào cái sự gọi là uống nước như đầu không hại gì, đúng không? Cai trị vật lý thật. Nhưng mà có những điều đấy mà các bạn cầu nguyện là ví dụ tôi muốn có 200 triệu, các bạn chả có kế hoạch nào, cứ đứng cầu nguyện cả ngày cầu nguyện, các bạn quên mất cái quy luật đó là cầu nguyện 20% và hành động 80%. Một ngày các bạn dành 1 tiếng cầu nguyện thì dành 8 tiếng làm việc, các bạn hiểu như vậy đúng không? Ta không thể làm cầu nguyện xuống được, đúng không? Có những vấn đề chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện để huấn luyện đức tin, cầu nguyện để huấn luyện đức tin, và khi cái đức tin nó được mạnh mẽ, nó được tăng trưởng, nó được thúc giục thì chúng ta phải hành động, đúng không ạ? Hành động. Ví dụ như có một câu chuyện đấy, nó nói rằng là con đứa bé cầu nguyện là ngày hôm nay xin Chúa đừng cho mưa, thế nào nó đi ra ngoài và nó không cầm theo ô, đó là cái hành động của nó, đây là hành động của đức tin. Thì đôi khi chúng ta phải hiểu như vậy, nhưng mà ta đừng có cái niềm tin mù quáng, niềm tin thái quá, và một cái niềm tin nữa gọi là niềm tin không cơ sở và không hề có căn cứ nhá. Và niềm tin và cuối cùng đó chính là cái niềm tin chống lại hay là ngược lại với kế hoạch của Chúa thì các bạn không bao giờ nhận được đó. Thế thôi, thì mình sẽ nói về những cái niềm tin đấy là cái niềm tin thái quá, niềm tin chống lại kế hoạch của Chúa, niềm tin không cơ sở, niềm tin không căn cứ, niềm tin vô lý. Trong những bài khác chúng ta nhận định còn Chúa lúc này Chúa đang dạy về niềm tin, Chúa đang dạy về niềm tin nó cũng mang một cái, nó mang một cái tính sức mạnh, mang một tính phi thường, mang một tính cai trị, mang một tính có thể biến điều không thành có, điều chưa thể thành có thể, điều không thể thành có thể. Đây là điều mà Chúa dạy. Chúa dạy về đức tin có cái sức mạnh như thế nào và chúng ta vận dụng như thế nào, thì chúng ta sẽ học một cái bài khác nó sẽ sâu sắc hơn. Mình chỉ nói qua như vậy trong bài này thôi. Rồi răng đoạn 4 câu 14 sẽ có một cái đặc quyền tự ư mà đôi khi rất nhiều người đọc thấy là không nhận được, đó là ai uống nước mà ta sẽ ban cho thì sẽ không bao giờ khát nữa, nước mà ta ban cho sẽ trở thành một mạch nước trong người đó và văng ra cho đến sự sống ở đời. Ở đây thì Chúa muốn nói về nước hàng sống. Nước hàng sống này là thực ra chỉ về Thánh Linh thôi, chỉ về Đức Thánh Linh. Thì khi Chúa đến với người đàn bà Samari đang múc nước bên giếng nước thì Chúa chia sẻ tin lành với người đàn bà này. Chúa nói là nếu như ngươi đến cái giếng nước này mà múc nước để uống thì ngày mai ngươi còn khát, và rồi ngươi lại đến đây múc nước tiếp, nhưng ngươi uống nước mà ta cho ngươi thì ngươi sẽ không bao giờ phải đến cái giếng này múc nước nữa. Không, cái tức là cái nước mà ta cho ngươi uống vào sẽ không giống cái nước ngươi múc ở cái giếng này. Uống vào nó lại trở thành một cái mạch nước, một cái mạch nước nó văng ra. Ở đây Chúa muốn nói là nước của ta cho, ta không chỉ cho ngươi một cái mạch, ta không chỉ cho ngươi một cốc nước, một gáo nước, một vò nước, ta cho ngươi cả một cái mạch luôn. Ta không cho ngươi một cái gáo để múc nước, một cái gầu múc nước, ta cho ngươi cả một cái giếng nước luôn. Đây là điều Chúa Giêsu cho người đàn bà Samari, và người đàn bà Samari vui mừng quá chạy về nhà, chạy về làm. Ok, đây là điều mình muốn các bạn nhận được. Chúa cho người đàn bà Samari, cũng cho bạn và cũng cho tôi. Tất cả Chúa đều cho, đúng không? Nhưng mà đôi khi chúng ta không nhận được. Chúng ta những ngày nào ấy đi nhóm thì mạnh mẽ, nhóm xong đi về thì buồn, vài ngày sau thì thuộc linh yếu đuối, lại phải đợi đến chủ nhật để mạnh mẽ lên, xong rồi qua chủ nhật lại như thế, cuộc sống cứ như thế này, xong lại như thế này. Thực ra điều đó chả có gì sai cả, yếu đuối mạnh mẽ nó chả là gì sai cả, nhưng mà nó lặp đi lặp lại thành cái điều trong cuộc đời các bạn, và các bạn sẽ lâu dần ấy thấy rằng theo Chúa cũng vẫn thế, theo Chúa chả có gì hơn, theo Chúa vẫn là vui và buồn. Vì các bạn không nhận được cái mạch nước sống. Cái thời gian đầu thì các bạn có thể là đến với Chúa, nhận được cái thuộc linh mạnh mẽ, sau đó các bạn va vấp vào cuộc đời nó nhiều khó khăn quá, các bạn có thể yếu đuối một chút, nhưng mà các bạn hãy học cách đi nhận đến mạch nước sống này đi. Văng ra, bạn biết nó cái giếng nước, bạn múc nước ở trong nó cạn, sáng ngày hôm sau nó đầy luôn,
bạn có hút bơm dùng cái gì làm cái gì, bạn hút hết nước của cái giếng đấy, ngay ngày mai nó lại đầy luôn. Cuộc sống nó phải như vậy chứ không phải là đợi đến một tuần sau, một tháng sau bạn mới khôi phục được thuộc linh của mình thì quá lâu. Cái mạch nước nó luôn luôn nó không thể cạn tắc được. Chúa Giêsu nói là ta là sự sống và sự sáng của thế gian, ta là sự sống và sự sáng. Ai mà tin ta thì không giờ đi trong nơi tối tăm. Chúa nói là Chúa là sự sáng, bạn thấy sự sáng bao giờ tắt? Bạn thấy sự sáng Chúa ấy mãi mặt trời bao giờ tắt? Tức là Chúa muốn các bạn đến cái loại đặc quyền của Chúa. Các bạn mà tin Chúa, các bạn không nhận được cái mạch nước không cạn tắc này, cái mạch nước không thể ngừng chảy này thì các bạn hơi buồn không? Một cái mạch nước không thể nào ngừng chảy được, một cái mạch nước luôn luôn văng ra, một cái mạch nước luôn luôn tràn trề, một cái nước luôn đầy, luôn trào, luôn tuôn. Các bạn phải nhận được cái mạch này. Nếu bạn tin Chúa mà chưa nhận mạch này thì đó là một điều thiệt thòi, vô cùng thiệt thòi, rất thiệt thòi, rất đáng thương. Người theo Chúa, Chúa ban nó đặc quyền này mà chưa thể nhận nào. Và Chúa cũng nói trong công thánh khác là nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy ra từ trong lòng, đúng như kinh thánh đã dạy. Chúa Giêsu phán điều đó là chỉ về Thánh Linh mà những người, bởi bây giờ Thánh Linh còn chưa ban xuống vì Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Chương 7 câu 37 câu 39. Đây là điều cuối cùng mình nói các bạn. Các bạn đã nhận lấy Thánh Linh này sống chưa? Nhận lấy một cái sự sống không thể cạn tắc chưa? Một cái sự sống văng ra đến đời đời chưa? Một cái mạch nước không thể nào dừng lại chưa? Một cái sự sáng mà không thể nào tắt chưa? Tin Chúa ấy. Các bạn có được điều này thôi nhá. Khao khát sẽ có được. Khát Chúa đổ đầy. Khát Chúa tuôn đổ. Và đã đổ vào rồi đấy thì nó đầy mãi. Nó cứ tràn ra mãi. Nó không thể ngăn cản được. Nó không thể dừng lại được. Cái sự sống mạnh như vậy, nếu như bạn không có sự sống mạnh như vậy thì bạn chưa nhận được đâu. Bạn chưa nhận được đâu. Bạn chưa có cuộc sống tự tin, chưa có cuộc sống vinh hiển, chưa có sự sống hãnh diện, chưa có cuộc sống bước lên trên những đỉnh vinh quang, bước lên cho những cảm xúc tuyệt vời, những đỉnh cao của cảm xúc, những đỉnh cao của thăng hoa, đỉnh cao của viên mãn, đỉnh cao của sự tự do, đỉnh cao của sự giàu có, đỉnh cao của sự vinh hiển, phước lành, thì bạn chưa có được điều này đâu. Đấy đặc quyền này mình muốn chia sẻ với bạn. Đây là quyền quan trọng nhất. Đặc quyền quan trọng nhất. Người đàn bà Samri đấy, người đó biết về Chúa Giêsu rồi, tin Chúa Giêsu rồi, họ nhận được sự cứu rỗi, có thể là như vậy. Nhưng mà họ thờ lạy sai thôi. Họ thờ lạy sai trên núi này núi kia. Nhưng Chúa Giêsu đó không đặt thờ lạy như thế nữa. Đấy mà Chúa Giêsu muốn cho họ một cái mạch nước trong lòng, một cái mạch nước trong lòng, thờ lạy bằng tâm linh. Bằng tâm linh, tập trung vào tâm linh và tâm linh. Đấy, tất cả những gì mình chia sẻ các bạn đều tập trung vào thuộc linh, tập và tập trung vào Thánh Linh. Đấy, thì tổng kết ở đây các bạn sẽ thấy là ngoài sự cứu rỗi là cái đặc quyền cơ bản, là cái nền tảng, là cái đặc quyền tự nhiên, là khi các bạn tin nhận Chúa Jesus Christ các bạn nhận được sự cứu rỗi, đó là cái cơ bản rồi. Thế nhưng mà các bạn phải xác chứng cái sự cứu rỗi của mình bằng ba đặc quyền quan trọng hơn, là làm con Chúa và có quyền phép các chỉ thuộc linh, và cũng như là có được mạch nước hằng sống của Ngài. Ba đặc quyền này thì người ta thường gọi nó là ân tứ Thánh Linh, nhưng mà đối với Lộc thì nó là một điều hiển nhiên Chúa đã ban cho rồi, dẫu là gọi là ân tứ hay là không là ân tứ thì mình cũng phải đạt được. Nhiều người cứ nghĩ là nó là ân tứ xong rồi cảm thấy ôi cái gì là ân tứ, cái gì là ấy thì khó đạt được lắm. Ôi các bạn ơi, các bạn làm như vậy thì các bạn tự dưng là các bạn làm khó bản thân mình. Các bạn nghĩ về là nó khó nhận, khó có được, khó đạt được. Cái trình độ thuộc linh như vậy các bạn không đạt được, các bạn không đạt được. Cái với cái trình độ thuộc linh các bạn cảm thấy khó nhận quá, khó đón nhận quá, thì các bạn cứ đặt cái từ không, từ khó ở đó thì làm sao các bạn làm được. Hãy nhớ này, tất cả những đặc quyền này mình chia sẻ các bạn là đều hiển nhiên và Chúa đã ban cho rồi. Chúa ban cho tất cả mọi người quyền làm con Ngài, quyền cai trị thuộc linh, cai trị tính chất vật lý, phép lạ, thi hành những phép lạ, và làm mạch nước sống. Mạch nước sống văng ra, các bạn phải là lơi giao giảng tin lành, lơi người ta tìm kiếm lẽ thật, lơi người ta có thể đến với các bạn và nhận những lời khuyên về sự sống, vì các bạn là mạch nước sống mà. Ok, thì đây là cái gì mà mình chia sẻ trong video này. Các bạn muốn liên kết với mình thì các bạn nhớ số điện thoại mình, Gmail của mình, Facebook của mình, và có thể liên lạc với mình, và các bạn có thể tham gia các live stream hoặc các nhóm Zoom của mình, và cũng có thể gọi điện trực tiếp cho mình để set up những cuộc coaching 1-1, những cuộc tư vấn 1-1 nhé. Đối với một cái công việc liên quan đến tâm linh thì mình ước ao rằng là mình sẽ
trở thành một trong những người uy tín để củng cố tâm vấn và là người giúp đỡ các bạn trong vấn đề tâm linh này. Rồi, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo và ước mong rằng sau video này các bạn đã được khôi phục, nhận lấy được những đặc quyền từ lời Chúa Jesus Christ. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Goodbye.